Hello anh em, đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình vừa mới mua được con xe Corolla này. Đây, con xe Corolla kinh hồn không? Wow, đẹp kinh dị luôn. Đó. Bật gạt nước xong rồi không biết cách tắt luôn. Mình anh em nào biết lúc mà tắt cái gạt nước thì bình luận như giúp mình nha. Mình mò từ nãy giờ mình tắt không có được luôn mọi người. Đó. Đây Corolla, đó đã không? Đã không? Wow. Xe đã không? Xe này thì hiện tại mình vẫn sử dụng mod map Hà Nội nha. Thì bây giờ mình sẽ đi về Hà Nội thì mình sẽ phân tích những cái chỗ mà nó giống hay chăng thiệt nha. Mình đã khám phá thử rồi thì bây giờ mình sẽ đi nha. Chơi trên hiện giờ thì hôm nay thì vô lăng anh kia anh xe mới gửi về mọi người nên mình chơi đỡ bàn phím này nên rất là khó luôn. Mình chơi từ từ, ví dụ như nhắn qua phải qua trái nó rất là chậm luôn, nó không theo như ý mình. Đó, ok cua đi rồi, ok đi thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ di chuyển đi về Hà Nội rồi, vào trong cabin nha. Cabin đồ quá đã không, thấy không? Cabin nội thất có bảng chỉ dẫn nữa này. Wow, kinh hồn không? Hình như anh bị lộn hướng hay sao á. Coi coi. Hình như cái hướng này đi về Hà Nội, hướng kia ta. Cái hướng này rồi. Mình đi thử nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến về Hà Nội nha. Mình sẽ đi qua chỗ cầu Thanh Trì. Chỗ cầu Thanh Trì. Đó, con xe mình đó, các bạn thấy không? Con xe mình đó. Các bạn thấy không? Đó, đang chạy này. Đang chạy. Mình đang sử dụng cái kiểu mà quay flycam mà có một số anh chị cái đi làm trước đó có hướng dẫn trên YouTube thì mình bắt chước nha, mình làm theo. Mà chỉnh thì các bạn có thể tham khảo cách chỉnh để có thể mà cho mà trình sửa lỗi trên cái game, có nghĩa là mình có thể mình sửa này sửa nọ trên game đó. Thì mình trời đang sáng mình cho nó tối hay là cho nó này nọ luôn, suy nghĩ là thế. Có một cái cầu vượt nữa này y chang luôn mà anh làm đồ họa này cũng khá là hay mọi người, làm rất là giống ngoài đời thực, mình dùm rất là giống luôn. Đây, ok chạy đi. Chỗ đây là cũng có một đại lý xe, ở ngoài hình như cũng có một đại lý xe đó mà đó là lý xe khác chứ không phải đại lý xe của Mercedes. Lên tới luôn một tài ơi. Đây, chắc là bến xe đường ngầm này. Để mình vào thử nha. Từ từ thôi. Bến ga, bến xe nước ngầm y rồi mọi người. Đây là bến xe nước ngầm rồi. Đúng rồi. Đó, mình vào trong bến xe nước ngầm thử tí rồi mình quàng ra nha. Đây là bến xe nước ngầm nha, mình vào trong bến xe nước ngầm mình dùng thử. Đó. Đó, đây là bến xe nước ngầm. Ồ, có Hà Nội phố nữa nha, Hà Nội phố, chúc các bạn lấy xe an toàn. Nó có một cái tên của một cái kênh của một anh. Này, đây là gì? Cũng Hà Nội phố luôn à. Không có
Nguyễn Quý Gamer hay những gamer khác ta? Rồi không chịu đi xe khách đi mà đứng đó tắm dốc hả? Mấy anh về đi xe khách đi mà đứng đó tắm dốc. Ok, trong này có đường ra không ta? Đó, biết đường rồi. Nó đang có bao vệ à? Trời, rồi phải chở đầu rồi chứ rồi. Trời đã không quen rồi, bắt chở đầu trong này trời. Ok, chở đầu này luôn đi. Vất ca này khó nha. Lùi tí nữa anh ơi. Đỏ đèn rồi nó không chịu thắng luôn trời. Tí nữa nha. Tiến tới đi. Do mình sử dụng cái bàn phím nên nó chạy nó khó lắm. Rê, chế độ mà rê. Đó, thắng một phát nó lâu lắm. Tưởng đâu trong này nó đáng lý nó có một cái ngõ ra bên này nữa chứ ta. Kỳ vậy. Kỳ vậy mọi người. Lùi đến ơi. Mình bấm lùi mà nó không chịu lùi luôn kìa. Ok. Wow. Gặp ngoài đời là mốt đích rồi. Thôi, kể như là lùi ra được rồi. Tới luôn. Chịu đón đi xe khách đi mà đi nơi tâm dốc. Ôi, em đi nha mấy anh. Mấy anh thấy em vô mà mấy anh không kêu em ngõ đường cục mà mấy anh còn đứng đó mấy anh tâm dốc. Lên đây là bắt đầu chạy đi lên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ok. Mình chạy đủ 60 thôi. Chạy nhanh lạc tay lái. Đi thôi. Wow, xe đẹp không? Xe sáng bóng, trắng tinh khôi luôn. Có gì gamer gì kìa. Gamer túng tiền. Anh này mình biết. Cái ngã rẽ phía đằng trước mình nghĩ là đi quẹo đi cầu Thanh Trì nè. Đi móc lại đi về Lạng Sơn nè, y chang luôn. Ổn rồi. Cao tốc Pháp Vân. Cái chỗ này bên phía bên tay trái đó, nó có một cái ngã rẽ. Có một cái ngã mà móc xuống đó. Chuyên cũng có mấy anh giao thông hay đứng phía bên tay trái nè. Đứng phía bên tay trái chuyên môn là bắt những cái xe mà cũng đi sai làn. Đó. Đây, ngang khúc đây là bên này là chiên là có khách hay đứng, có một bà bán nước nữa. Hồi trước có lên báo cái vụ mà chèo kéo khách gì đó. Ok, thôi mình tăng tốc thôi, tăng tốc mình chạy đi tới trạm thu phí thì coi trạm thu phí nó ra sao. Wow, nó kéo hai chiếc Scania luôn kìa. Nó thấy mình nó sợ, mình lạng dữ quá nó sợ. Sợ núp lề luôn kìa. Mới tập lái xe kia xe mà. Ui ồ, có Nguyễn Quý Gamer nữa kìa. Nguyễn Quý Gamer Hà Nội phố. Có những bảng những cái bảng bảng quảng cáo mà đặt túng tiền nữa kìa. Trời, quá trời luôn. Ok, tới trạm thu phí rồi, ngang chỗ này nó có bảng giảm tốc độ này. Anh em nào mà lái xe đời thật chú ý nha. Sang bên kia cao tốc là có cảnh sát giao thông đó nha. Cảnh sát giao thông hít sọ đó. Qua khỏi cái đây này, phía bên tay phải là nếu mà không giảm tốc độ mà chạy quá 60 là bắn quá tốc độ đó. Có bảng 30 nữa chứ, nếu bảng 30 bỏ. Okay. Rồi tới trạm thu phí. Stop gì với
quảng cáo gì với móp xe. Rồi bán vé chị ơi, bán vé nha, bán vé cho qua đi, bán vé đi. Trời ơi, thế mà cũng bắt nhắn Inter lấy tiền nhá, với xe mod và mod lâu, nói không với stop là sao, mod lậu không với mod lậu. Ok, hàng chỗ này này, phía bên đây này mọi người, là thường thường có cảnh sát giao thông mà chạy quá lâu á, thường thường là cao tốc là mình chạy mấy trăm, xe con thì chạy cả trăm km luôn, mà tới ngang cho bạn giảm tốc 60 mà không chịu giảm á, là nó mấy anh bắn xong chặn lại xong khác luôn, mất tiền nhiều lắm. Ở chỗ này mình thấy là mấy anh giao thông anh bắt cái vụ mà chạy quá 60 cái đoạn mà ấy nhiều lắm. Gần tới hết cao tốc rồi sao, có nhiều quyển này, nó có cái mấy cái súng bắn tốc độ kia nè mọi người, nó chạy quá tốc độ hay chạy thiếu tốc độ là nó bắn, gọi là dưới tốc độ tối thiểu là nó bắn xe nha. Xe vào trong đi. Wow, cái cần gạt mình không biết tắt cái ngõ nào luôn trời. Đây, bây giờ là thì mình đã tới hết cao tốc. Đây là cái trạm thu phí Cao Bồi nha. Ngay chỗ này thì trước cũng có một cái chỗ cảnh sát giao thông hay bắn tốc độ 60. Anh nào mà chạy quá tốc độ 60 thường thường là bắt những chiếc xe con thôi, như chiếc này thôi. Chạy tới đó mà gọi là lố thắng không kịp là bị cảnh sát bắt bò liền. Ok, hình như làm bị lộn cái đường này sao á, cái đường này làm gì có cao tốc Cao Bồi chỗ đâu có ngã rẽ lên đó đâu, có không ta? À có chứ, có ngã rẽ đó. Ok, vào trạm thu phí thôi. Để hình gì đây, hình gì à, lấy thì bấm nút. Đáng lý có trạm đàng hoàng chứ. 1.712.000, kinh hồn. Wow, tính tiền gì mà kinh hồn nhé. Đi hết cao tốc mà là ở ngoài đời làm gì có vụ mà cách triệu vậy. Ok, lên. Đáng lý là ngang chỗ này có ngay rẽ vào này. Đúng rồi, xác rồi. Mình tính mình đi vào trong thành phố mà trên này nó không, anh chưa đi vào thành phố Ninh Bình mà anh chưa có làm, vẫn đi trên này. Đi này thì mình sẽ rẽ qua chỗ phía dưới gì ta, mình quên mất tiêu rồi. Miết chị miết. Ôi, mình tóc lại đây. Ôi, chào tạm biệt mọi người nha. Thì clip mình quay để gọi là mình review, mình ấy thử cái map này. Cái map này của em Thạch. Em Thạch ta gửi trên một cái nhóm trên Facebook á, gửi cho mình cái này để mình tải về. Thì con xe này, Corolla này, Corolla 2.4 này là mình lấy từ cái trong web là tứng văn.com.